Hello everybody, welcome to Health Vkate. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health Vkate. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game tiên hiệp ha. Game H5 phiên bản mới. Phiên bản này mấy ngày nay thì chắc bạn nào theo dõi kênh Health hoặc là chơi game free bên kênh Health thì chắc cũng đã biết ha. Thì con này nó là một con game tiên hiệp mới thể loại H5, chơi được trên Android, iOS và PC. Đầu vô thì nó sẽ cho chúng ta là chạy nhiệm vụ thì sẽ lên được VIP đó, mát thì được VIP 10 đó. Còn đầu vô thì chúng ta sẽ được S VIP ha. Đó, S VIP 1, S VIP 2, S VIP 3, S VIP 4, S VIP 5, S VIP 6 đó, và cuối cùng là S VIP 7 đó. Rồi còn quà S VIP hàng ngày nữa nè hả đó, gồm có pháp trận, rồi thần binh, rồi các kiểu con đà điểu, thời trang, skin đồ hả đó, giúp cho chúng ta lên được gần 5 triệu lực chiến chỉ bằng mỗi mấy cái skin thôi nha các bạn. Và phiên bản này là phiên bản free và cũng có thâu don nha. Đó, mấy này là heo không bán ha. Đó, anh em liên hệ cho admin ở dưới phần bình luận cũng như là phần video mô tả video ha, là có hết nha các bạn. Đó, phải có game mới nên là up cho anh em. Và phiên bản này nghe nói like share thì free cũng được lắm, nên là qua giới thiệu cho anh em nào muốn chơi thì vào trải nghiệm ha. Game mới chơi vui vẻ không bạo. Ok, đến với thông tin server luôn cho nhanh này ha. Đây đó, cái gì Open S1 GME, thời gian 14 giờ ngày 2 tháng 11 2022. Game H5 dành cho mọi thiết bị. Đây link web nè ha, link game nè. Game 50k sử dụng GME như admin, cần gì tự lấy đó, không cần quảng cáo, không rườm rà, chơi giải trí. Game 2 Thanh Vân Chí 2 GME thâu. Nhầm cái này chắc admin ghi lộn nè. Đó, và ở đây hả. Đó, tham gia event like share để nhận quà trực tiếp vào game. Đó, like và theo dõi fanpage ở chế độ công khai ha. Đó, lưu ý đặt tên nhân vật viết liền không dấu rồi sâu luôn. Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Vậy là cái này khâu theo nhân vật, nhưng mà nhân vật thì đặt tên mới. Cái bé trời ơi, level 80 mới mở được. Ok, vậy để heo tạo lại nhân vật mới và đi xin quà like xe cái ha. Ok, ok. Wow, xin quà like xe ở mới này các bạn. Các bạn thấy gì không? S VIP 12 và ở đây chúng ta được S VIP 10. Ôi rồi, đang nhận quà tự nhiên nhìn lại. Ôi, đỏ đỏ đỏ, thơm thơm thơm, trời trời. Ok ok, nhận luôn quà. Ô, quà level luôn hả? Wow, level luôn hả? À, không 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 không, trời, tưởng đâu là được level chứ. Nhận quà S VIP 12 nào. Đây, 1. Đó, thôi ở lực chiến lên liền. 2, đó. 3, đó. Cánh rồi, 4 nè hả? Ok, tới S VIP 7 rồi, đó, chuẩn bị lên nè. S VIP 8 nè ha, chúng ta sẽ nhận được một cái pháp trận 3SR nha các bạn. Quá ư là phê nè ha, lụm hàng. Đó. Đây pháp trận, ở bên này cũng pháp trận hả? À, hai cái luôn hả? Wow, ok ok. Nội cái này không mà 4 triệu lực chiến. Rồi thêm cái cánh nữa nè. Đây, một cái cánh nữa các bạn ơi. Đó, một cái cánh đó, 4 triệu rử lực chiến và một cây thần binh S VIP 10 1 đó. S VIP 11 được một cây thần binh 5 triệu lực chiến. Wow, 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 cái này thì đi đánh boss cỡ nào mà chịu cho được. Và đặc biệt là chúng ta sẽ có một bộ thời trang đó, thời trang 5 triệu lực chiến luôn. Trời ơi,
Ui nhưng mà cái cánh trên này mới đẹp nè. Ui ở thần binh trên này nữa nè, SR rồi nữa nè ha. Ôi ơi. Lực chiến 100 triệu. Man. Ghê vậy, chúng ta được 333 triệu rồi anh em. Wow. Ôi nhận được gần 1 triệu kim nguyên bảo rồi. Ôi rồi ôi, giờ đi đánh boss là bao phê luôn. Gì, được quà nạp đầu luôn nè anh em. Wow, ok nha. Rồi, lụm luôn cái quà nạp đầu đó. Ôi set bậc 6 lụm luôn rồi. Wow. Wow. Rồi nạp này được nhận không? À không hả? Ok, không được nhận. Rồi qua một đồng, hoạt động này đâu rồi? Tí mở cái lực chiến là chắc thôi rồi luôn. Thứ gì chịu nổi. Đó, tới là quẩy luôn. Đẩy. Ôi giời ơi anh em ơi. Đó. Ôi ơi, boss biết gì không biết. À, giờ đi đánh boss hả? Rồi, đánh boss. Đây, khiêu chiến. Trời ơi, con này giờ vô là một hit một. Đó. Giờ là chạy nhiệm vụ rất là nhanh luôn các bạn nhìn biết là tại sao rồi đúng không? Trời ơi. Rồi nè, đó. Trời ơi. Đây, một cái đá này hả? À, đá này không có, chứ là cái này cũng ít tiền lắm. Ô, được hơn 1 triệu rồi kìa các bạn. Ui, nhanh chứ vậy? Ôi ơi, ủa nãy giờ mình nhận cái gì mình hơn được 1 triệu rồi ta? Ủa alo, cái gì mà hơn được 1 triệu rồi, nhanh thế. Trời ơi, ok anh em ơi, chắc là nhận quà nạp đồ nãy á. À, chút chúng ta sẽ mở luôn ấy. Ôi dồi ôi, 33 triệu lực chiến. Kiểu này thì thôi rồi. Này, chuẩn bị mở quà lực chiến đồ nè ha. Hay là mình, ok. Rồi, chấp nhận luôn. Thôi ơi, ủa, nhận quà sơ thôi mà. Ok, thôi kệ nó đi. Theo cần lên cái linh kiếm này. Đó, ok ha. Cây tiếp theo là cái gì ạ? Ngồi trên cái này nhìn xấu lắm. Nếu mình nâng lên thì chúng ta phải nâng lên nữa ha. Trời ơi, quà này là quà phi đó nha. Còn mà quà muốn thâu full thì anh em liên hệ admin ha. Hồi nãy chúng ta thấy giá rồi đó, hình như là 50.000 là hậu full hay gì á. Game chơi giải trí vui vẻ ha. Đó. Ok. Ôi giời, được hai cái pháp trận luôn hả? Được cho con bé sử dụng pháp trận nữa hả? Trời ơi. Nhà không có gì ngoài điều kiện ha. Tới luôn. Boss mở nữa kìa. Trời ơi, cái này thì lên đánh tháp thì thôi rồi luôn. Tổng là nếu chúng ta đánh được 50 thần thì chúng ta sẽ được 50 vé để mà mở cái bọc quay gì đó. Đó. Trời ơi, mới tới AM10 rồi nhưng mà cái này nhanh lắm các bạn. Đó thấy không? Cái này mà đặt auto click ở đây thì thôi luôn á. Tại vô là đánh một phát 33 triệu lực chiến thì mấy con này nghĩa lý gì, nhăm nhò gì đâu đúng không? Đó. Ếch VIP 12 và VIP 10 đó, 1 triệu kim nguyên bảo, phi nạp đầu, thời trang 3SR, thần binh 3SR, các kiểu con đà điểu ha. Chỉ thiếu có cái là level thôi ha. Nếu mà cho được level nữa thì ngon nha. Ok nha anh em. Đó, trời ơi, tới tầng 30 rồi. Đó, nhanh thiệt chứ. Vô phủi 2 cái rồi, giờ lên em bắt đầu hơi khó nè. Phủi bắt đầu 2 cái. Có con thì phủi 3 cái nó mới chết. Đó. Rồi tiếp tục lên tầng 35, 15 tầng nữa là đủ 50. Tới luôn đi bé ơi. Nhìn đẹp ghê không? Trời ơi, ai nghĩ đâu là nó. Đó. Bây giờ chắc 3-4 cây rồi. Tầng bao nhiêu đây? 40 rồi anh em. Ôi dồi ôi. Mới có vài phút mà chúng ta đã leo lên được tới tầng 40 rồi. Đúng là 33 điều lực chiến nó có khác anh em à. Đó. Ôi ôi, cánh đồ, pháp trận đồ, cái nào nhìn cũng đẹp hết các bạn à. Rồi bây giờ lên đây chắc 4-5 cái rồi. Trời ơi, bắt đầu chậm lại rồi. Lực phòng thủ của bọn này bắt đầu tăng lên, máu bắt đầu nhiều lên. Và chúng ta đánh thì nó cũng hơi chật vật ha. Thế nào?
đẩy 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 50 chưa? Ra đánh boss rồi, đây 49 rồi anh em ơi. Trời ơi. Rồi rồi luôn nha. Đây 50, mình đánh qua tầng 51 luôn chứ chờ 50 làm gì anh em. Đó, đó. Tiếp luôn. Một con hắc kỳ lân hả? À, hỏa kỳ lân. Đó, ok, ra nào. Đi đánh boss liền chứ. Đó, boss rơi nhiều đồ. Mà bây giờ boss nào chúng ta cũng ăn một cái một hết đó các bạn. Khỏe re như bò kéo xe luôn. Cái này mở được thêm lát nhân vật không ta? Nhân vật à, không, cái này là chỉ được một nhân vật duy nhất ha. Trời ơi, phải cái này được nhiều nhân vật thì ngon rồi anh em. Đây 50 lần. Trời ơi. Đó, nghĩ làm sao. Rồi ok nha, anh em nào có chơi thì tải về nha. Link heo sẽ để dưới phần mô tả. Thông tin admin thì heo cũng để dưới đó luôn nha. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha các bạn. Ok, bye bye.